chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đang theo dõi Air Channel. Trước đây thì chúng ta đã từng có một video tìm hiểu về những điều không tưởng mà Elon Musk đã làm cho tương lai nhân loại. Và hầu hết thì những cái điều không tưởng đó đều đang được hiện thực hóa. Điển hình như là cơn sốt Tesla Model 3 với mức giá rẻ này, bước ngoặt lịch sử của SpaceX khi hạ cánh thành công tên lửa trên một xà lan ngoài biển. Và mới đây nhất đó là việc chạy thử nghiệm thành công tàu siêu tốc Hyperloop, hệ thống tàu được mong đợi là sẽ thay thế cho toàn ngành công nghiệp máy bay giữa Los Angeles và San Francisco khi mà nó có tốc độ còn nhanh hơn cả máy bay dân dụng. Nghe rất là đặc biệt đúng không? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống tàu mang màu sắc tương lai này nhé. Vào tháng 7 năm 2012 thì tại một sự kiện ở California, Elon Musk đã lần đầu đề cập đến thế giới công nghệ vận tải thế hệ thứ 5 với tên gọi là Hyperloop. Sở dĩ nó có tên gọi là Hyperloop đó là bởi vì theo Elon Musk thì nó sẽ đi theo một cái vòng tròn khép kín và nó có thể vượt qua tốc độ âm thanh trong không khí. Nhưng mà thật ra thì đoàn tàu này khi mà vào hoạt động chính thức nó sẽ không vượt qua tốc độ âm thanh để đảm bảo an toàn cho hành khách. Trở lại câu chuyện thì đến ngày 12 tháng 8 năm 2013, Elon Musk đã chính thức công bố kế hoạch phát triển hệ thống giao thông Hyperloop gây chú ý cho giới công nghệ lẫn giới khoa học. Và Elon Musk cũng đã không ngần ngại để hé lộ những chi tiết của Hyperloop cho tất cả mọi người, bởi vì ông xây dựng nó là một hệ thống mã nguồn mở, cho phép mọi người cùng góp ý để hoàn chỉnh bản thiết kế. Bất kỳ ai cũng có thể chỉnh sửa ý tưởng ban đầu mà Elon Musk đã công bố, thậm chí là bất kỳ một công ty khởi nghiệp nào cũng có thể xây dựng hệ thống thử nghiệm và nghiên cứu về Hyperloop mà không cần phải xin phép Elon Musk. Phải nói là về cái điểm này thì rất là phục Elon Musk, bởi vì không chỉ riêng cái Hyperloop này mà ông có rất là nhiều những dự án cũng là mã nguồn mở và chia sẻ với tất cả mọi người, chứ không phải là ôm khư khư chỉ một mình thôi. Và ngay sau khi mà cái bản thiết kế Hyperloop của Elon Musk được công khai thì rất là nhiều người đam mê công nghệ đã tham gia vào dự án này và bắt đầu dựa trên cái bản mẫu để tạo ra những công trình của riêng mình. Vài tuần sau đó thì một người ở Canada có tên gọi là John đã xuất bản một sơ đồ cho thấy hoạt động của Hyperloop. Và anh chàng này còn trực tiếp đi hỏi Elon Musk rằng ông có thể cung cấp thêm một số manh mối cơ bản không? Ví dụ như là đường kính của đường hầm chẳng hạn. Và cũng không một chút do dự hay giấu giếm, Elon đã trả lời cho anh chàng này rằng anh là người đoán gần đúng nhất so với mọi người về Hyperloop và đường kính của nó là khoảng 2m. Thời điểm đó thì Elon cũng đã tuyên bố rằng Hyperloop sẽ là một hệ thống giao thông nhanh hơn, an toàn hơn cả máy bay dân dụng. Và ông muốn xây dựng hệ thống đầu tiên ở California để nối hai thành phố lớn là Los Angeles và San Francisco. Nói về cấu trúc và các hoạt động của hệ thống Hyperloop này thì nó có phần hơi phức tạp và sẽ hơi khó hiểu nếu mà chúng ta nói chi tiết ra luôn. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu theo một cách đơn giản nhất. Hyperloop là một hệ thống tàu vận chuyển hành khách trong một cái đường ống chân không với công nghệ cao để có thể loại bỏ lực cản không khí và tăng tốc độ. Và vận tốc mà Elon Musk mong muốn đạt được khi mà phát thảo ý tưởng về đoàn tàu này đó là 1.200 km/h, một con số kinh khủng. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn thử nghiệm, tất nhiên là chúng ta chưa thể có được con số này rồi. Tuy là người đã khởi xướng dự án Hyperloop này, nhưng mà cũng trong năm 2013 thì Elon Musk đã chia sẻ rằng ông quá bận rộn với những dự án khác để có thể dành tâm huyết của mình cho Hyperloop. Chính vì vậy mà lúc đó ông đã chọn biến nó thành một dự án mở để mọi người cùng thực hiện ý tưởng này cho nhân loại. Còn ông thì ông phải quay lại để tập trung vào hoạt động của Tesla và SpaceX. Và rất nhiều startup đã nhanh chân theo đuổi cái dự án đầy tính khả thi này. Nổi bật nhất là hai công ty Hyperloop One, trước đây là Hyperloop Technology, và công ty Hyperloop Transportation Technology. Cái công ty thứ hai này thì tên nó hơi dài cho nên là lát nữa mình sẽ gọi ngắn gọn là HTT. Trở lại vấn đề thì Hyperloop One cũng chính là cái công ty mà đã thực hiện buổi chạy thử nghiệm thành công hệ thống Hyperloop vào ngày 11 tháng 5 vừa rồi. Bộ khung trượt của tàu đã đạt đến tốc độ 190 km/h chỉ trong vòng 2 giây trước khi nó biến mất trong đám bụi cát của sa mạc. Dù vậy thì các kỹ sư vẫn còn phải nghiên cứu thêm nữa để có một cái hệ thống đầy đủ chạy với tốc độ cả 1000 km/h giống như là ý tưởng của Elon Musk. Giám đốc kỹ thuật của Hyperloop One cũng cho biết rằng buổi chạy thử này nhằm mục đích là để kiểm định phần mềm và phần cứng. Họ sẽ cố gắng để tiến hành thử nghiệm một cách đầy đủ và bộ khung trượt sẽ chạy trong một đường ống đúng như là thiết kế vào cuối năm nay. Ngoài ra thì họ cũng đã đặt ra mục tiêu sẽ đưa Hyperloop vào vận chuyển hàng từ năm 2019 và có thể chở được hành khách an toàn vào năm 2021. Và vừa mới đây thôi, công ty này còn nhận được một khoản đầu tư 80 triệu đô la Mỹ. Đối với một số người thì sẽ cho rằng cái khoản tiền đầu tư này vẫn chưa đủ lớn, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng bởi vì cái khoản tiền đầu tư này đến từ những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng và nó cho thấy sự quan tâm của họ đến dự án này. Cho nên nếu như họ còn tiếp tục quan tâm và họ thấy được sự thành công của nó, tất nhiên họ sẽ còn rót tiền vào dự án này. Về phía công ty HTT thì cũng không hề thua kém đối thủ, họ cũng đang xin phép cho việc xây dựng đường ống thử nghiệm dọc theo cao tốc E5 ở California. Còn người đã khởi xướng dự án này, Elon Musk thì sao?
Sự thật là ông ấy vốn luôn quan tâm đến Hyperloop. Bằng chứng đó là dù không thương mại hóa nó và giao cho các startup từ lâu, nhưng mà thông qua SpaceX, ông đã tổ chức một cuộc thi phát triển tàu Hyperloop cho tất cả sinh viên và kỹ sư. Và giờ đây khi mà SpaceX đã thành công hạ cánh tên lửa trên biển sau bao nhiêu năm, còn Tesla Model 3 thì thành công rực rỡ, Elon Musk đã có nhiều thời gian hơn để quay trở lại với Hyperloop. Khi mà vào tháng tới đây thì SpaceX sẽ xây dựng một đoàn ống thử nghiệm để các ứng viên tham gia vào cuộc thi thiết kế có thể chạy thử thiết kế của mình. Cũng giống như là tên lửa và xe điện, nếu như hệ thống tàu Hyperloop này được hiện thực hóa thì nó sẽ tiếp tục là một bước ngoặt lịch sử của nhân loại khi mà giúp con người có thể di chuyển một cách nhanh chóng giữa các thành phố. Chúng ta hãy cùng trông đợi nhé, và mình sẽ liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!